chuyện đổi thay trái tim. Và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ. Và này em ơi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua con tim xa lạ. Và lúc đó con người sẽ nói cười trong trí nhớ không quen. Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi, và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ. Và này em ơi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ. Và lúc đó con người sẽ đi về trong quá khứ không quen. Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim chân thật. Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân quen. Và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc, làn môi, ánh mắt, nụ cười. Hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta. Nói chuyện đổi thay mắt môi, và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ. Và này em ơi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ. Và lúc đó con người sẽ đi về trong quá khứ không quen. Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim chân thật. Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân quen. Và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc, làn môi, ánh mắt, nụ cười. Hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta. Và hãy yêu nhau khi hãy còn mái tóc, làn môi, ánh mắt, nụ cười. Hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta.